Hello, xin chào các bạn. Chào mừng quay trở lại với CD cùng chơi Astra Chain. Mình là Motovic. Và là lần trước là mình sẽ chơi tiếp đoạn này. Bởi vì là mình bị dính mấy phát là không biết là nó nhớ chỗ nào mà chỗ nào nó không nhớ. Nên mình là lần trước là mình chơi cái đoạn này là nó không phải là cái đoạn nhớ của nó ấy. Nên là mình cứ để máy nguyên luôn, sleep luôn. Rồi mình bật cho mình chơi tiếp luôn, để đỡ phòng cái trường hợp mà nó không nhớ là mình phải chơi lại. Ok, đỡ mất thời gian cho các bạn rồi, chẳng vấn đề gì cả. Ok, chúng ta chắc là chả có nhiệm vụ cái phụ nữa này đúng không? Nó phải mở cái map nhé, nhiệm vụ phụ này nó hiểm mà. Ok, thế bây giờ là mấy cái nhiệm vụ đen, à đỏ vẫn là nhiệm vụ phụ. Nhưng mà kiểu cái tính nghiêm trọng nó cao hơn. Tính nghiêm trọng nó cao hơn. Đây nó có hàng này. Đi vớ vẩn lại rằng common material. It's too bad Jenna got away, but it won't be for long. À, sẵn sàng là phải ready nói với anh này. Let's go to the mall. Ok. Đi shopping à? Hey, keep your chin up. We'll definitely get Jenna this time. Come on. Let's go to the mall. Mình nghĩ là đây là nó mỗi cái file ấy, nó gọi là chapter ấy, thì nó sẽ chia thành hai cái phần, một phần là điều tra, một phần là đi phá án. Phá án thì chắc là phần lớn là đi đập quái ấy, chẳng gì. Entrance hall clear. Nothing to report. Main plaza clear. Nothing on our biosensors. First floor, all clear. We haven't found anything. Roger that. Mitsuru, Avery, Li Fong. Push deeper and see if anything turns up. Roger that. We're going in. HQ, we've got the first floor entrance all locked down. Iris, there's nobody here, but a lot of something I've never seen before. Iris, some kind of goop. Sao nghe cái giọng anh Jin này như kiểu là nhân vật trong đấy. Roger that, Jin. Keep going. Keep your distance from anything you don't recognize. It could be dangerous. Focus on finding Jenna. Roger. All right, let's go. Sao nghe cái giọng nhân vật Jin này như kiểu mấy nhân vật trong cục tỉa Call of Duty ấy nhỉ? Nghe rất là nghiêm túc. Think a terrorist hideout would be, you know, a little livelier. What, a mall full of mystery groups not exciting enough for you? Stay frosty. Này là cái này. Mình nghĩ là mấy cái này là nó làm như để là mình chơi lại à. Chúng khi mà chơi lại thì chúng ta có một số cái con Legion nhất định ấy, mình có thể mình cày à. Cái này là game này là nó có ý định là mình nó muốn cho mình chơi lại luôn này. Chứ đến cái tầm thời điểm này là mình không có mấy con Beat Legion nữa đâu nhá. Đấy. Nên về cơ bản là cái này có thể coi như kiểu là game cộng nhỉ. Ôi. Iris, shut down. Iris, start up. Tôi có nhận là cái này bỏ hoang thật. Cái siêu thị này, khu thương mại, mall. Mấy thanh niên này không có mấy con này thì làm ăn gì nhỉ? Cả cái thế giới này lại chỉ gánh mình là gánh cả thế giới mới ảo nhé. Thế chắc là mấy cái khí tài khác thì vừa vẽ vứt đi xò rác hết à? Súng ống, lựu đạn, tên lửa với cả các loại bom thì... Display.
Nice of you to join the union, dogs. Union. Ủa, cô này bị. I suppose you think you have me cornered, but let me assure you. Cô này như kiểu là mấy ngày là cả tháng trời bị lang thang ngoài đường ra mà trông ngấy quá nhỉ. You're here because I want you to be. This is all according to plan. Mà chạy bẫy giờ. Your master's done as he pleases for long enough. Our master? I still have a few more preparations to make. But don't worry, I've prepared entertainment. After all, what kind of hostess keeps her guests waiting? HQ, we found the suspect. She's making a run for it. We're on her tail. Jin, hold up there! I'm going down to help her! Jenna's arrest is your top priority. Huh? Roger that. I'm tailing the suspect. Eyes open. Không biết là nếu mình chọn nữ nam hay sao nhỉ? Không biết là sự việc nó có xảy ra khác không? Hay là vẫn thế? Mới là cái con Slam đấy là kiểu nhân vật phụ. Thì con mèo này. Mới là các bạn nghe được tiếng mèo kêu nghe thất thanh lắm. Đây có cái gì không? Hòm. Data soup. Cho làm nhạc kiểu rất là kiểu hiện đại nhé. Thế giới hiện đại. The Cyberpunk Rescue Cat. Ơ Brand. Ơ Feline Friend. Ồ con Mew này. Nhưng mà phải đi giày cao gót không? Cũng là giày đế cao chút à. Công nhận là cái trò này làm nhân vật cảnh sát nữ này đẹp thật đấy. Rất là bận nhưng mà vẫn phải đi cứu sinh vật nè. Ui. Ui. Xúc tu. Ui. Ui được dính vào đây rồi, mẹ cha. We'll know for sure when we get her back to the station. Bên này có hàng mà. Let's hurry up and catch her. Anything to get away from that stink. Ủa, nhiều cái common code ấy. Dính với cái này của nó. À đó, hình như nâng cấp được luôn rồi nhỉ. Legion Learning. À, mình phải nâng cấp cho cái này. Có bắn cung mà đi. Sing attack này. Success sing đó. À, nếu mà né thành công thì là chúng ta sẽ có được go and learn sing. Rain down around. Ui, bắn kinh nhỉ. Bắn xuyên người. Ồ, cái này là có rất là nhiều cái để tăng nhỉ. Có cancel à? No 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 no. Mình defend này, mình xem có cái này là kỹ năng skill. Tăng kỹ defend cũng. Ủa rất là nhiều cái gene code luôn nhé. Chắc là mình phải tăng mấy cái cơ bản chứ nhỉ.
Defy who attack power of Legion. Defend. Who attack? Attack. Activate when call right before. À, nói chung là lúc mà gọi là kiểu để đỡ đòn ấy, lúc mà nó chủ yếu nó phệt mình ấy. gọi con này rồi. Nói chung là mấy cái này là kỹ năng cơ bản, là kiểu gì vẫn phải tăng hết. Từ mình trang bị kỹ năng này là assist skill, air shot, power chain. Ồ, cái này là phải trang bị và x power chain e. Này bắn này và kéo này. À, cái này có cooldown, ok. Mình không hiểu là kích hoạt cái kỹ năng cái con Legion đấy nhỉ? Là gì nhỉ? Legion Learning Assist Skill X và Y. Nhưng mà trong khi Y thì là cái đổi đó chứ nhỉ? Làm sao Power Shot, Air Shot. Auto Blast Y này. Power Chain. Trong khi Y thì là cái đổi nút này nhỉ? Trong khi Y này là đổi cái này thì làm sao mà ấy này? Sao nó lại có hai cái nút trùng nhau là như nào? Mình không hiểu luôn. Đây là cái gì nhỉ? Emergency exit. Rồi con cung này. Shut down.
lại có một con. Ai cha, cô này bị thương. Gunner Roll. Gunner Roll này hình như là cái item để gắn vào cái. Gunner Roll là gọi một con drone để bắn á. Đây này, Gunner Roll. Temple Fuel Supply. Dùng mẹ luôn nhỉ? Không dùng thì cũng chả bao dùng luôn. Để tiện lắm. Cái bắn yểm trợ giống kiểu như là ném liệu ấy. Một số cái nó có ở đây luôn này. Ủa mẹ cha. Mình thấy rồi mình không để ý. Ồ, cái team mình à, giải cứu team mình. Chung là team mình đúng là không có cái, không có mấy con này đúng là ăn hành rồi. Listen. Thank you. Còn ông anh nữa là. Ủa, bịa bắn này, mẹ cha. À, bây giờ lại nhiều medicine quá chứ. Cái lúc nãy con đi mua vendor này là lại còn mày bán hàng ghét nhỉ. Mình nghĩ là chắc là nó vẫn mua mấy cái đồ, mấy cái máy khác nó vẫn có ấy, chả gì. Ui. Khô bớt 80%. Mình chưa rõ là mấy cái thuộc tính này là nó như cộng bao nhiêu, cụ thể là như nào. Nhưng mà mình nghĩ là kể cả mình không để ý mấy cái này lắm ấy, thì chắc chơi end game thì nó cũng hết rồi. Đây cái khó là như nào nhỉ.
Cái khó là bạn phải được SC của tất cả mọi thứ ấy, là nó mới khó ấy. Còn ok, đúng là video này mình phải đi đường này, mình có đi thôi. Ồ, đây là phải có cái con nâng này. Này đúng là kiểu là cho cho này đúng là kiểu là CPU là phải xử lý nhiều nhân nữa. Multitask nữa. Chứ mình vừa chạy là mình phải điều khiển một hướng khác nhỉ. Ô cái này là không đi rồi nhỉ. Bắn vào đây này nhỉ. Không được rồi. Hình như là phải đi lên trên. Phai chê Jenna. Ồ, ông anh bị an hành rồi. Ồ, bị con tanh nào đánh. À đâu, ông này ông Jin ấy. À cái con này là cái con này là con pet của anh này mà. Úi giời. Ngắt. Thôi xong rồi. Nó làm gỏi à. Giết chủ. Ui, vãi. Bây giờ anh này là thành pet của nó này. Arm Nemesis à? Được. Thấy cái to này. Ủa, vừa vào thôi. Ui giời, đấm rồi. Ủa, thế đấm rồi. Thế rồi. Ui giời, tí ăn nào. Ủa đấm này. Phải đây. Úi dồi. Nó đánh kinh ý ạ. Ui. Mẹ chơi ta. Úi dồi. Mình cái cơ bản là có mấy con vừa được nó quay à. Mày cứ bị mấy cái xa này nó bị. Ủa. Rồi lẹ. Phải ạ. Ui nó kéo vào này. Ui tí chết này. Mẹ nó cứ dính vào mấy cái này khó chịu thế nhỉ. Không chạy được. Chết. Ui dồi. Bây giờ nó kéo vào rồi. Ui mày quá té này. Ui dồi. Thế kìa. À, mình gọi cái súng này.
What the? Chết rồi, lạp. Úi giời. Mày. Úi giời, lẹ. Phát ở chỗ này. Mẹ rồi, chết. Lẹ. Úi chết rồi, lại kéo rồi. Phá mồm rồi mà. Xích mõ mà. Sổ. Legion capture. Này giống kiểu là chơi Mega Man nhỉ. Càng ngày thu phục được càng nhiều. Marvelous, marvelous work. I almost envy your power. Chả biết rank bao nhiêu. UD à? Oh. Cái này chắc chắn là phải được cao điểm phải chơi lại à. Một phát ăn ngay hơi khó. Come on, Jin, you're slowing down, man. Keep up. Yeah. Anh này lại bắt đầu nhớ lại. Damn. All right, good job. That's enough. Let's take a breather. Oh, sorry. Captain, looks like I'm still no match for you. That's nothing to be ashamed of, Jin. Just means you got more growing to do. You'll get stronger. You're gonna have to. Yes, sir. Yeah, it's just you're always coming in and bailing me out. Someday, I want to return the favor. Don't worry about me, Jin. I can wipe my own ass. You know, my kids just got accepted into criminal affairs. Both of them. No way. Wow! The twins! They sure grow up fast, huh? Yeah. And I'm not getting any younger either. Don't try to argue. No, I'm not the same guy I used to be. Anyway, what I'm trying to say is, look, if anything happens to me, I need you around to look out for them. Right? Bây giờ là anh này bị lúc ao. They know you. They listen to you. Bọn chúng biết mày. Chúng sẽ nghe lời mày. Well, of course. but wait, Captain. Kiểu anh này lại dội. Don't go anywhere until I get a little stronger. Sao bây giờ là anh này không bảo vệ được bản thân mà là bị hai vị cô này bảo vệ ngược lại. Wait and see. Soon I'll be strong enough to take care of all three of you. Okay. That's right. I should be getting back to training. Yeah, you got it. I appreciate it, Jin. Jin. Bây giờ là mới bắt đầu anh nhá, còn thu phục rất là nhiều con nữa. Captain. Anh này mê tưởng, ảo tưởng. Okay, it's you. Damn. Nice job. I'm here. I promised Max I'd look out for you. Well, you know, you remind me more and more of Max every time I look at you. Anh này có thần tượng Captain. Well, not that you look like him or anything. But there's no doubt about it. You're his kid. Anything he put his mind to, anything, he'd pull it off. And I saw that in you. I saw it just now.
I've lost count of how many favors I knew your dad for years. And I still feel like there's a lot more I could have learned. À, giờ không trả được mấy cho anh bé này. Aren't you forgetting someone? Alicia. Cô đây bị đè. Oh jeez. Alicia. No. Okay. Sorry. Looks like. Thế thì mấy thanh niên này đi theo này. À, bây giờ ok, bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để sử dụng cái con này nó gọi là gì? Arm Nemesis à? Nhưng mà trước đây là chúng ta sẽ xem có gì hot. Thôi đổi mẹ cái baton. Cái gì nhỉ? Đổi cái baton này mọi người. Cái đôi dùi cui đánh mẫn sườn. Ném à. Này có vẻ hổ báo nhỉ. Anh Nemesis này hổ báo đấy. Một cơ bắp này. Anh nên cơ bắp này. Iris, shut down. Iris, start up. À, có hàng ấy. Bình tĩnh em gì biết rồi, khổ lắm. Đây là medicine full này, ôi mà đây là con được cứu cứu này đã. Hey, you can use the arm legion now, right? I know that legion's strong enough to get Alicia out. Thanks for getting me out of there. Akira went on ahead after Jenna. Don't worry about me and Jin. Okay. Con này có thể bay chậm hơn con kiếm nhỉ? Thế nên là tại sao nó cho mình rất là nhiều cái điểm ấy, để mình tăng được nhiều cơ. À, mình chỉ bắn búp. Búp này cơ bản này. Con này nó có khả năng sinh attack cho mình rồi này. Perfect dot cộng sinh. À, perfect dot thì chúng ta sẽ có cơ hội là bấm. Ta lên một số cái kỹ năng cơ bản. Sinh attack after success này. Trên. Ui, đấm. Ui. Ok, mấy cái này là cơ bản là chắc chắn là mình phải tăng này. Em, con này đấm cho mọi người một trận. Okay. Con này là cơ bắp à? Cho mình tăng cái defense. Con này là chưa có kỹ năng gì cả. Legion Learning. Assist Skill. Power Charge E. Auto blind, auto buy, đi, tự động chói. Cái con này, con này không lấy được power shot à? Power charge. Con này nó có hai kỹ năng. Con này bay chậm nhỉ? Con này đúng là bay chậm hơn con kia thật. Bay chậm hơn con kiếm này. Con kiếm này vẫn là nguyên bản này. Con nguyên bản với Ayame nhà mình. Chính ra mình đã tên chuẩn phết ấy. Thật tự là vớ va vẩn đến tên chuẩn. Thằng anh thì là Akira nhá. Còn cô em này là Ayame. Ui, chuẩn quá. Không tệ một chút nào. Cái Akira như kiểu là cái nhân vật trong anime ấy nhỉ? Thì anime Nhật gì đây? Từ lâu rồi cũng kiểu thế giới giả tưởng ấy, nổi tiếng đấy. Không nhận con kiếm này bay nhanh, bay sướng. Di chuyển rất là nhanh nhé. Ui, còn chậm. Cơ bắp này, anh cơ bắp đây. Anh cơ bắp này là cái đấm này. À, đeo vào người à? Ui. Kinh quá nhỉ. Sao. Ui giời, được đấy. Cậy lẹ. Where am Legion? À, ok. Thì con nhà nó tự động nó bay này. Mình
clip lắm. Thế này đánh nhau đấy thì mà. Xoa một trận. Chết đi em. Đã không tốn nhiều lực lắm nhỉ. Dọn nhiều phết này. Cái file số 4 á, nên là gọi là file 4 á. Được nhiều phết này. Ui. Ném hold Z left. Release ZL to throw. Bây giờ vẫn đang trên đây nhỉ. Con này nguy hiểm ấy. Ui. Lệ. Ui, lại đây à. Camera take down. Được ạ. Chết. Được. Có rất là nhiều combo nhá. Mình thử dùng combo thằng kiếm ấy, thằng bắn này. Đấy. Thanh niên cơ bắp này. Đừng có trên này bắn được sướng nhá. Ở đây lắm cái con này đấy nhỉ. Được mẹ đây này bắn được sướng. Con này được cái kiểu gắn giáp này. Evade. Auto evade. Ô, bọn này đánh nhau à? Ô, con này bị ăn à? Bị sơ à? Ui. Akira here. I found Jenna. She's on the top floor. Somewhere called Azure Plaza. Ôi, bị cái khóa đây. Ôi, đeo con này vào đánh. What the hell is that? Akira. What?
ubiquitous. Whatever it is, it's absorbing chimeras. What? Chết rồi, robot mình à, con Legion mình bị đấy rồi. Ủa chết rồi, chỗ này nguy hiểm. Quá thật chỗ này. Toàn đấy. Ui giời đồng. Hay report C ra. Thằng này chơi thằng kèo. Legion Speedboot. Wow. Medicine. Chắc là mình phải ăn một ít này. Nhiều quá. Ta chuyển sang cái medicine thường. Chả cần full này. Chả này Anderson. Ô, đánh nhau luôn à? Căng đấy à? Mình xem có thuốc để uống. Megabyte. Chết rồi. Nó đang củ hành ở ông anh nhà mình đây. Watch out! She's not human. How sad. This is how you live, following orders without question, without thought. And you call yourself human. Keep yourself up. We'll talk about it back at the station. Maybe you're happy with your lot, but a word of advice. Give it up. Come along peacefully. Your power is not the gift you think it is. One day it will cost you everything. Vitals are dropping. All of this is Alicia. I'm on my way, okay? But somebody's gotta come help Jin out of here.
No, I'm fine. Bắn ác phết nhỉ. I'll manage on my own. Akira's in way worse shape than I am. Don't you dare let me slow you down. Ah, can it with the heroic. Ui, bắn kinh phết nhỉ. Ui. Ui, bắn này, ui vãi. Hay cần gì phải đứng vào trong ấy nhỉ. Bắn ui vãi. Từ từ mình phải lấy cái biển này, mình bắn. Úi dồi bắn. Úi dồi. Úi dồi bắn quá mạnh rồi. Úi dồi. Gãy tay rồi. Chiêu đốt khó chịu ấy nhỉ. Rồi bạn. Okay, I'm with Akira. It's a... I'm gonna administer first aid. But... why? Hey, shh, just zip it. A medical chopper is on its way to the mall. Bring anyone who needs medical attention to the front entrance. All Neuron officers still in the mall, report back to HQ ASAP. Repeat, all officers return to HQ. Để về căn cứ không bắt được con kia. Ô, vẫn nặng đê á. Nhiệm vụ thất bại. Ê, về căn cứ. Bây giờ mình xong cái file pha 4 này. Red Master Clear 93% đấy.
Evaluation Rank C. What? Thế mấy cái này là mình nhiệm vụ chưa hoàn thành ra này. Chắc nó lại tính cái tổng cái điểm à. Cái này rank 2 sao, 4 sao. Tweet thấp. Chasing sao nào. Soft K 10 trên 12 à, có nghĩa là mình sẽ có thể dùng nhiều con để mình tìm được nhiều cái K hơn à, nhiều vụ phụ ấy. Ok. Officer lên level duty evaluation. Continue next file. Ok, chắc là mình sẽ dừng cái phần này đây. Ở lần sau mình sẽ tiếp tục mình chơi cái chắc là cái nhiệm vụ sau ấy. File số 5 rồi. Ok, như thường lệ nếu các bạn thấy video hay thì like, chia sẻ, để lại comment để tiếp tục theo dõi được cái game Astral Chain mình chơi trên cái channel mình, thì cứ đăng ký kênh YouTube, nhớ nhấn cái chuông. Trên Facebook thì hãy like fanpage để cập nhật được cái video hàng ngày với các game trên Switch và trên PC cũng như PS4 mà mình chơi, mình sẽ cập nhật hàng ngày cho các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác.